Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Dạo gần đây có rất là nhiều bạn fan gửi cho mình cái video đó chính là xếp hạng toàn bộ unit độc quyền trong trò chơi Toilet Tower Defense. Đây là một cái trò chơi rất là hot hiện tại trên Roblox luôn. Thì nếu như các bạn có chơi trò này á thì là bơn. Ai có con Hyper Speaker Man không? Titan Hyper Speaker Man hoặc là Titan The Real Man phiên bản xịn nhất màu đỏ đỏ đó các bạn. Nếu như có hãy cho anh chơi mượn anh chơi làm video đi các bạn à. Bởi vì bây giờ muốn có cái con là phải bỏ ra mấy triệu nha các bạn nha. Nhất lễ con The Real Man là 30 triệu. Và tiền đó anh chơi, giờ nói thiệt cho mọi người, anh chơi 30 ngàn cũng có, đừng nói 30 triệu các bạn à. Nhưng mà thôi bỏ chuyện đó đi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn đến những cái video này để xem coi là liệu bạn nào đó làm video xếp hạng toàn bộ unit độc quyền này thì bạn sẽ xếp hạng như thế nào nha. Mong là các bạn nhớ lại cho video một nút like đúng không với mình. Còn những bạn nào đến với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký ở phía dưới nha. Rồi, như cũ thì hiện tại mặt mình nó đang bị dậy thì các bạn thông cảm mua hai cái này nha. Nói chung là hãy nghĩ là đây là hai cái đánh má hồng của anh trai nha các bạn. Rồi, thương anh trai cho video nút like. Còn bây giờ vô coi thôi, let's go. Và bạn làm cái video này chính là bạn Nhân 2X. Ôi, Nhân 2X nghe tên là thấy được được rồi nha. Đã tên Nhân rồi mà còn 2X nữa. Ôi, là hành Nhân 4. Ok, let's go. Là một tựa game mới nổi dành cho các tín đồ game mới nổi hay. Nhưng... không phải đâu, Nhân 2X tựa game này nó nổi lâu lắm rồi. Lúc trước là hình như mình nhớ mang máng là cái người mà chơi cái game này, khoảng những youtuber mà chơi game này ở Việt Nam đầu tiên á, là trong đó có anh gì nè, rồi có bạn Bùm nha các bạn nha. Bạn Bùm mình chơi hơi bị giỏi nha. Mình biết rằng mọi người chơi game. Ây vô, nhìn tới cái hình này là thấy khoái khoái ghê. Ê, các bạn thấy cái mặt mình với cái mặt này giống giống nhau không? Nhìn giống giống. Này chỉ để sưu tầm mấy con unit thôi, chứ cái thủ thành thì nó ít lắm. Và nếu đã nói đến mình á, mình á thì... nói chung là mình chơi trò này là sưu tầm là chính, chứ mình chơi dở lắm các bạn. Mình muốn chơi gì là mình cứ liên hệ cho thầy của mình là thầy Bùm nha các bạn nha. Unit độc quyền chắc chắn là thứ mà bất kỳ nhà sưu tầm nào cũng muốn. Như unit độc quyền, con unit độc quyền nào cũng xịn và đáng để sưu tầm hay không. Ok, đối với nhà thầy ít, mình là Nhân. Và video này bạn này có skin đẹp thì cái chứ, chúng ta nên hãy bắt tay nhau nào Nhân 2X ơi. Anh thấy skin này mà anh khoái phái rồi nghe. Chúng ta sẽ xếp hạng toàn bộ các unit độc quyền trong Toilet Tower Defense nha. Let's go. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xếp hạng tất cả những cái con unit này nha các bạn nha. Đây là tất cả những con unit độc quyền nha các bạn. Ok, vậy là có con Hyper Titan Speaker Man này. Ôi, bạn mà có cho anh chơi mượn. Con này giờ mua mắc lắm á. Quyền trong Toilet Tower Defense nha. Trước hết thì ta sẽ nói về chủng loại TV trước nha. Tại vì mình thích TV, ai mà không thích TV được chứ hả. Đầu tiên thì ta sẽ có TV của mình. Thích TV. Ở thời điểm hiện tại thì TV của mình còn mua được nó nữa đâu. Nhưng mà nếu bạn bỏ ra một cái giá vừa đủ thì chắc là sẽ có người chịu chay với bạn đó. TV của mình là unit ghê. Sử dụng lửa và thiêu đốt kẻ địch chúng đòn cho 3 giây và kẻ địch chúng chia sẽ bị đi chậm lại. Cứ mà dù vậy thì unit giờ phế rồi. Và DPS của nó cũng chỉ là 1000 đam ở cấp cuối cùng. Cho nên con này để sưu tầm thì vui, với mình không thích nó lắm. Nhưng mà được cái là do nó sưu tầm hơn, cho nên hạng C là hợp lý lắm rồi. Trời ơi, hên nha, hạng C nha. Mình thấy bạn nó còn có cái hạng cuối cùng là hạng rác nữa các bạn. Rác là không nên có nha các bạn nha. Ok, hợp lý lắm rồi. TV Spider, bạn có thể tìm được nó. Ê, con này xịn nè. Thứ đã không còn bán nữa, nhưng mà lúc nó còn bán thì hàng hiếm á. Độc quyền với 0.1% cơ hội, bạn có thể triệu hồi nó. 0.1 độc quyền khiến cho nó trở thành một trong những đơn vị bình thường thôi. 0.1 thì mình đã từng ra rồi, nhưng mà 0.01 nó mới ghê nhất trong game. Mặc dù là chỉ có mức DPS khiêm tốn là 10k, một mức DPS khá là thấp so với một unit độc quyền 10k, điều khiến cho nó trở thành một sự lựa chọn xứng đáng, đó chính là khả năng AOE có tầm cực trọng của nó. Và quan trọng hơn, con này mình chưa có luôn. Này có thể chạy vòng vòng di chuyển quanh map cực kỳ hiệu quả. Con này xịn nhá. Đó là nó còn không bị gây chán nữa, nên đây đúng là một không bị choáng để bạn bỏ tiền ra mua đó nha. Xứng đáng luôn các bạn. Rồi rồi rồi, lát nữa vô Trading Plaza tới công chuyện. V-Man đã từng được bán trong cửa hàng độc quyền và bây giờ nó đã được thay thế bởi Flamethrower Cameraman. À, camera phun lửa. Mắc như trong game. Mặc dù là Scientist TV-Man sẽ không thể tấn công các skill DB Toilet, nhưng mà bù lại. Hả? Chơi Toilet Tower Defense mà không tấn công được Skibidi Toilet rồi mua làm gì vậy Nhân 2X? Tại thì khi bạn đặt nó ra, unit này sẽ tạo cho bạn một rào chắn ngăn chặn con đường gần nhất. Bơm keo hả? À,
Ai vô Free Fire súng dài làm bà nội. Đào trắng có lượng máu riêng và có thể hút máu kẻ địch để gây sát thương. Tuy nhiên đâu coi coi. Đào trắng này nó bị phá hủy thì nó phải chờ 20 giây hồi chiêu trước khi đặt đào trắng mới. Ở cái cấp 20 giây lận hả? Có thể tăng lượng sát thương và thậm chí là nó tự gây sát thương cho kẻ thù gần đó bằng cái phiên bản Cameraman Mini với súng trên đào trắng. Quay quá. Kẻ thù gần đó. Ôi cái này hay nha. Chỉ là 2 và không thể bán hoặc thay thế. Con này xịn nè. Phải lập kế hoạch vị trí của mình một cách khôn ngoan. Khi ok. Khi hoạt động thì nó sẽ hồi phục 10% HP tối đa sau mỗi 10 giây. Vậy nên có thể nói rằng đây là một con này khá ngon á. Vừa tấn công nên còn đợi gì nữa mà không quăng cho nó vào hạng A chứ hả? Đi. Ngon gì mà được hạng A thôi các bạn à. JTV Man, đó là một unit búp sức mạnh khá. Con này xịn. Thời điểm nó được ra mắt mà mình tin là bây giờ nó vẫn. Trời ơi, mình nói bạn nghe nè. Con này mình còn không có nữa bạn. Con này mình còn không có luôn á. Không biết bây giờ ở trong Trading Plaza là con này bao nhiêu. Hay bạn nào có dư tặng cho anh Jay nghe. Nick của anh là Jay Gray RB. Là General Blub nha bạn. Còn rất được yêu thích tặng nhanh nha. Thì bạn chỉ có thể lấy được nó từ Booster Gray. Điều khiến cho nó được yêu thích chính là hòm vàng của nó, giảm thời gian hồi chiêu và tăng thêm sức mạnh cho các đơn vị khác ở xung quanh. Đúng xịn luôn. Cuối cùng, những unit ở xung quanh tầm của nó sẽ được cộng thêm 25% sức mạnh cùng với việc 25% thời gian hồi chiêu. Đúng. Vừa bắn nhanh hơn, vừa bắn mạnh hơn. Thì các bạn hiểu là nó đỉnh cỡ nào rồi đó. Tưởng tượng một con Hyper Upgrade Titan Speakerman được bóp sức mạnh. Nhìn đi, đây chính là ước mơ của cuộc đời anh Jay. Không thấy ai tặng cho anh được không vậy? Trời ước mơ của anh đó trời. Đây là niềm khao khát của anh Jay các bạn à. Tại vì nếu như anh Jay có con này thì chắc chắn anh Jay sẽ vượt qua 900 quay endless thầm nổ anh. Đứng tin. Bởi con DJ TV Man xem. Nhưng đó chưa phải là đã hết. Vì trước khi được chỉnh sửa thì DJ TV Man là một cơn ác mộng. Khi nó có thể cộng dồn lực búp, cụ thể là nó sẽ DJ không có TV Man chi, cho nên là có thể nhận được hơn 300% búp từ các unit xung quanh, khiến cho DJ TV Man cộng dồn kết hợp hoàn hảo với những unit từ DPS cao như là Sinister Titan TV Man, Upgrade mình có Titan, mình có luôn và Ghost Camera Man mình có. Nhưng luôn đáng tiếc là nó đã được bỏ đi và thay thế bằng việc tăng tốc độ tấn công. Nhưng mà dù vậy thì DJ TV Man vẫn là một sự lựa chọn xứng đáng để bỏ tiền ra mua đó nha. Xứng đáng Spider, kiếm được trong Spider Ray khác với Spider. Ê con này mình có lúc nãy Speaker Spider thực sự là một nỗi thất vọng khá lớn bởi vì cái DPS của nó thấp gấp 5 lần con Spider TV. Cái con này mình có là nỗi thất vọng nè các bạn ơi, quải trưởng được chứ. Chỉ có 2000 DPS ở cấp cuối cùng nên là chắc là mình sẽ không cần phải nói gì về nó. Hạng C là vừa rồi. DJ Speakerman đối với đống rác đầu tiên thì đây chính là lý. Vừa mới chuẩn bị nói bạn ơi con này mình có nè mấy bạn. Vừa mới nói luôn bạn nhưng bạn kêu đến với đống rác đầu tiên. Do vì sao mà mình gọi nó là rác? Dựa vào cái bảng này thì ta có thể thấy là nó chỉ có 3 cấp. Và ở level cuối cùng thì nó chỉ búp được thêm 15% sức mạnh. Ngoại trừ cái đó ra thì không làm được gì hết trơn. Đây chính xác là khuôn mặt của mình khi nghe tin này. Nên nếu như mình có DJ TV Man rồi thì nên quăng cái này vào sọt rác là vừa luôn. Speaker Repair Drone. Trong 3 con này xịn. Game thì con này mình có, con này mình có. Medic đáng tiền nhất. Con này các bạn có không? Cái con này là các bạn phải có tại vì nó rất là tốt. Vì nếu đặt nó gần các unit khác thì bạn sẽ không còn phải lo lắng đến vấn đề bị choáng. Yeah. Có thể chữa lành toàn bộ các unit khác nếu chúng bị choáng. Mặc chất dù lượng của nó khá là mắc trong game vì nó là con mắc nhất hội chữa trị. Nhưng mà được cái mắc nhất chữa trị luôn tiền. Cho nên đây vẫn là hàng xứng đáng bỏ tiền ra mua nha. Hyper xứng đáng. Ray Titan Speakerman là một unit ước khá mới đến từ bản cập nhật Titan của mình. Và chỉ có thể lấy được từ Intro Titan Gray với 1% cơ hội. 1%? Ôi 1% là cũng dễ đó. Và để mà nói thì unit này chỉ là một phiên bản của Upgrade Titan Speakerman với khả năng đặc biệt là có thể gây sát thương cho cả AOE và mục tiêu đơn lẻ bằng cách sử dụng lõi và máy nổ của nó. Mặc dù là ở bản cập nhật đó thì là có chiêu Titan hả? Speakerman cũng đã được làm lại chứ không phải chỉ cho ra mắt mỗi bản nâng cấp của nó. Hình như là có một bạn fan nào đó tặng cho mình cái con này rồi, là cái con Upgrade Titan Speakerman, nhưng mà chưa có ai tặng cho mình cái con Hyper hết. Tuy nhiên Hyper Upgrade Titan Speakerman vẫn là một thứ gì đó mà ta không thể không bàn đến được bởi vì nó thường hơn so với loại Goddy khá là đáng kể. Mặc dù là unit này khá là đắt tiền và không thể làm choáng được toilet, nhưng mà bù lại thì nó có thể gây thêm được 1k DPS và con số đó thật sự là 1000 đam, rất xứng đáng như một unit độc quyền. Khi ở cấp độ cuối cùng nó có thể gây 40k AOE cho mỗi giây và 40k bằng sát thương súng. 40k đam hả? Nên là có thể nói nếu bạn đặt mục tiêu của nó là con mạnh nhất thì đảm bảo là sẽ không có một con chùm nào có thể vượt qua được nó nổi luôn. Vì vậy cho nên đây đúng là một xứng đáng bỏ tiền ra mua, nhưng mà có tiền đâu mua.
Sandisk Cameraman. Đây là một unit mà bạn có thể dễ dàng tìm được nó ở Sandisk Gray với 70% cơ hội xuất hiện. Ủa dễ hả? Dù là nó không hiếm lắm, nhưng mà thành thật mà nói thì đây là một unit cực kỳ tiện lợi. Dù cho nó có 70% sát thương nào cho đến đám toilet, cũng như là không có cách nào tấn công kẻ thù. Ủa? Mua cái con mà nó không quýnh lộn được mua làm chi tại? Thay vào đó thì unit này sẽ mang lại sự giàu sang cho bạn sau mỗi cuối quay toilet. Quầy quá. Giới hạn số lượng của nó chỉ dừng lại con số 4. À là cái con này giống như đi farm tiền hả? Nhưng mà cái gì mà nó mang lại là không thể phủ nhận được. Vì... Thôi, farm tiền mua Santa TV Man ngon hơn. Ở cấp cuối cùng, nó sẽ mang lại 1.000 tiền cho mỗi lượt. Ok, mình biết là nó chỉ mang lại 1.000 tiền vậy? Thôi, nên cũng không gọi là quá nhiều được. Nên là mình nghĩ rằng để nó ở hạng C là hợp lý rồi ha. Thôi, con này hạng C đúng rồi. Santa TV Man là chân ái nha các bạn nha. Nhưng mà Santa TV Man thì nó không có nằm ở trong đây các bạn. What the hell? Maze Cameraman. Đó là một unit cần thiết, nhưng mà nó lại có mức sát thương cực cao với 50.000 đam cho mỗi 2 giây. Mặc dù là 2 giây trong 50.000 đam nó thật sự rất lâu, vì không phải chỉ có mỗi một con toilet đi. Ờ đúng rồi đó. Tuy nhiên, nếu bạn lâu lắm mục tiêu của Maze Cameraman thành mạnh nhất thì đây đúng là một thứ cực kỳ hiệu quả để đi đánh boss. Hey yo. Nhưng mà phải nhận rằng 2 giây là một khoảng thời gian quá lâu. Nên vì vậy mà mình nghĩ rằng ta sẽ chỉ có thể để Maze Cameraman. Ồ vậy con này cho nó đi chung với con DJ TV Man hợp lý bổn. Ở hạng B mà thôi. Last Scientist Cameraman là một unit có tác dụng chữa lành khá là cơ bản, nhưng mà lại chỉ có 29 khả năng xuất hiện ở Scientist Gray. Có lẽ là 29 không giống như Scientist hàng Cameraman hiếm. Và Engineer Cameraman. Bản thân Last Scientist Cameraman có thể tấn công kẻ thù, mặc dù là mức DPS của nó không được cao lắm. Vừa tấn công vừa thủ 1.000 đam mà thôi. Tuy nhiên, điểm đáng giá của nó lại nằm ở việc Last Scientist Cameraman còn có thể phục hồi với nhà chính vào mỗi cuối vòng. Nhưng mà bạn... À, là giống như cái con heal TV đúng không? Chả là bạn chỉ có thể bơm máu một con Last Scientist Cameraman trong mỗi lần chơi mà thôi. Trời. Cơ mà vì khả năng con chơi nhà chính của mình, mai chắc là nó có thể sẽ đem lại cho bạn một vài cơ hội thứ hai để không bị em. Thôi, mua con này thà ráng bỏ tiền ra mua con heal TV đi ngon hơn. Cái con heal TV nó mua được một lần hai con trong game lận. Oh my god. Đúng, chính là vì lý do này nó còn mạnh nữa. Nó ở hàng A luôn. Engineer Cameraman. Nếu không thể dùng những unit khác để tiêu diệt các toilet thì chúng ta đã có Engineer Cameraman. Một unit okay. Chỉ xuất hiện tại Scientist Gray với tỷ lệ 1% cơ hội xuất hiện. Và hàng hiếm hả? Nói thì mình cực kỳ yêu thích Engineer Cameraman. Yêu thích vì hả? Sự thú vị của nó. Trong khi những unit khác chỉ đặt ra và tấn công những toilet đi ngang qua, okay. Thì Engineer Cameraman sẽ không thể tấn công những toilet khác. Hả? Bạn vừa nói gì vậy? Nhân 2x là sao? Là những con unit khác sẽ quýnh những con toilet, còn con này đặt ra thì nó sẽ không quýnh con toilet. Và bạn rất thích nó. Oh wait what? Vậy nó làm được cái gì? Nó sẽ tạo ra những unit khác trên đường di chuyển và cản lại bước tiến công của các toilet. Mặc dù là unit này được tạo ra và có đam tấn công không được mạnh cho lắm, là nó chịu hồi ra lính đúng không? Mà với lượng HP dồi dào của nó, chúng có thể khiến tốc độ di chuyển của các toilet chậm chạp hơn rất nhiều. À, là nó chịu hồi ra những cái con toilet phiên bản gọi là phiên bản gián điệp. Thời gian để okay. Các unit khác tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, những vật cản đường này chỉ có tác dụng với những unit toilet đi ở dưới mặt đất, chứ còn mấy kẻ địch bay trên trời thì tụi nó đành chịu thôi. À, ok. Engineer Cameraman vẫn là một unit khá là xịn, cho nên là vì vậy mà nó sẽ nằm ở hạng S nha. Ok, hạng S luôn. Titan Cameraman. Con này ngon nè. Unit có phạm vi tấn công rộng nhất trong trò chơi với 50 full map. Chỉ cần đặt nó ở yên một vị trí thích hợp là unit này có thể tấn công. Let's go baby. Với mức đam 7500 DPS. Mặc dù là vậy, đam khá thấp cũng có thể sẽ thua nếu không có đơn vị AoE khác để cầm chân các toilet. Đúng rồi. Titan Cameraman chỉ có... Các bạn mà chơi full đội hình của Titan Cameraman là 100% các bạn sẽ thua. Tại vì cái con này nó được cái quýnh xa nhưng mà nó quýnh có đơn mục tiêu ạ, nó không quýnh AoE, không quýnh nhiều con. Không đơn mục tiêu. Bên cạnh đó, Titan Cameraman rất dễ bị choáng vì nó không thể kháng được bất kỳ đòn choáng nào của unit toilet, rất khác với những unit Titan. Hôm bữa có bạn fan tặng mình con này, mình mang vô mình chơi cho độ mới á, vô ngủ liên tục luôn. Khác. Vì vậy mà bạn sẽ phải cần tốn. Mình đặt tên cho nó là Titan Cameraman thiếu ngủ trầm trọng nha các bạn nha, vô chơi là ngủ hoài. Để mua camera Repairon hoặc Medic Cameraman để hóa giải. Ok, phải mua Repairon. Nhiều thứ khác nữa sẽ khiến cho bạn cảm thấy rằng unit này thật sự không xứng đáng để bạn sử dụng nó. Dù cho không nó xứng đáng hả? Titan. Cho nên là vì vậy mà mình nghĩ rằng Titan Cameraman chỉ xứng đáng nằm ở hàng B mà thôi. Đó. Siêu Cameraman. Titan mà nằm B. Đặc biệt vì bất kỳ ai cũng sẽ phải con cầm siêu nó trong hàng ngũ của mình.
Ê, mình chưa có con này. Vì với khả năng đặc biệt của nó, siêu không thể bị choáng. Kẻ địch cố gắng làm choáng nó sẽ nhận 5.000 phép thuật. Nhưng với số giây choáng kéo dài, ghê vậy, phản đòn. Cameraman bị gây choáng 2 giây thì unit toilet đó sẽ nhận lấy 10.000 phép thương phản đòn và tiếp tục bị tấn công bởi những unit khác của bạn. Ôi, vậy nếu như tính ra là cái con siêu cameraman này mạnh nha. Ví dụ như quýnh với mấy cái con chùm á, mà mấy con chùm nó tát một cái là anh siêu này anh tát lại cái là con kia nó xiển niễn luôn. Oh my god. Thì khả năng choáng cực kỳ xịn sòi của mình mà ta có thể nói rằng siêu cameraman thật sự là một unit hàng S để nhỉ. Jetpack cameraman. Để mà nói thì unit cameraman Kirito đặc biệt lắm, bởi vì nó chỉ là một unit tấn công bình thường. À, tuy nhiên nó chỉ là anh Kirito thôi. Sẽ có được cho mình một unit với 5.000 DPS chỉ với chi phí ít hơn 500 so với những unit khác. Giá rẻ. Mặc dù là số tiền đó không nhỏ nhưng mà thật sự nó rất cần thiết trong giai đoạn giữa game. Ok. 20 đến 30 gì đó. Và nhờ cái Jetpack cameraman mà nó sẽ câu kế cho bạn một chút thời gian để bạn có thể cải thiện được hệ thống phòng thủ của mình cho nó cứng. Ok, nhân hay ít. Thôi, bây giờ ai chơi con này nữa. Bây giờ mua camera 7 màu nghe. Con đó là mạnh điên. Nhưng mà mình nghĩ rằng Jetpack cameraman sẽ nằm ở hàng A đúng không? Thôi hạng A thôi. Đây một unit cực kỳ cần thiết trong bất kỳ màn chơi nào, vì nó tương tự như Titan Clubman phiên bản thu nhỏ. Quay quách. Điều là ít xịn sò hơn. Thế nhưng mà khả năng làm choáng toilet của nó cực kỳ cần thiết. Mặc dù là bạn làm choáng toilet lần mỗi màn chơi mà thôi. Camera repair drone sạc pin mỗi giây, đồng thời có thể sử dụng 5% pin để làm choáng các thiết bị và 50% pin để tiêu diệt helicopter parasite toilet. Nó có giới hạn là 100% pin. Khi camera repair drone hết pin và vẫn còn các đơn vị bị choáng thì nó sẽ có thời gian hồi chia là một để làm choáng các đơn vị. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ vẫn cần phải sạc lại một chút. Vậy là con này mà muốn quýnh người khác và muốn choáng người khác là nó phải đợi hồi pin nha các bạn nha. Tiếp tục. No god please no. No. No! Thực hiện phải sạc pin. Và vì khả năng gây choáng đáng kinh ngạc của mình cho nên là không có gì phải bàn cãi. Khi mà mình lại để cho camera okay, con này cũng được. Hạng A như vậy nè. Camera Spider cũng được. Không có gì đáng nói về camera Spider cả. Con này bây giờ được nâng cấp rồi. Vì ngoài việc nó có thể di chuyển và không bị làm choáng bởi các toilet ra thì nó không có gì đặc biệt nữa cả. À, được. Nó dí theo luôn hả? Nó to, nhưng mà vì nó khá là tầm thường so với các unit tộc quyền cho nên là mình sẽ để nó hạng C nha. Trời ơi. Cameraman. Con Green này là phải mua. Đứa nào mà không mua là kiếp này coi như bỏ. Con Green này là bắt buộc phải mua. Đó cấp 1, có thể một mình cầm cự đến quay 10. Và đặc biệt là nó xịn lắm á. Chậm các unit. Nó là tội gì mà chúng ta lại không bỏ tiền ra để săn em nó về cho bộ sưu tập của mình ngay ha. Nhưng mà nhớ nghe, nghe lời dặn của mình nè. Nghe lời dặn kỹ nè. Đừng có lên Trading Plaza mua con này nha. Lỗ banh xác luôn á. Trên Trading Plaza trong chợ đen nó bán mắc lắm. Hãy nạp Robux vô. Chỉ có hành với mình nhớ mang máng là chỉ có 200 mấy Robux là mua được nó rồi. Trời ghê chưa. Ghê chưa. Còn được tặng nữa, tặng thêm đồ. Là một unit xứng đáng để bỏ tiền mà. Đó, xứng đáng luôn. Đây là một unit rất xịn. Thật sự mà nói thì con God này rất xịn hả? Xứng đáng để bạn bỏ tiền ra mua. Ê, biết tin gì không? Hôm bữa mình được mấy bạn fan tặng cho hai con này mình mang đi bán. Bro, anh xin lỗi nghe. Nhưng mà anh mua lại một con rồi. Anh bán hai con nha, anh mua lại một con rồi. Anh lời. Có thể đạt được mức DPS là 60k. Một unit độc quyền gần ngang ngửa với một unit Godline. Không thể bị choáng. 60k kiểu của nó chỉ ở dạng đơn mục tiêu. What? Nhưng dù vậy thì nó vẫn rất xứng đáng để có một vị trí 60k đam. Và giải quyết mấy con chùm toilet cứng đầu. Xứng đáng hạng A đúng không? Flamethrower. Ủa sao hạng A vậy? Man. Đây là một unit có thể gây đam AOE. Có thể làm chậm phun lửa khác. Và nó cũng có thể thiêu đốt dần dần cái toilet và hạ gục chúng từ từ. Với lượng DPS ở mức khiêm tốn là 6.000. Ôi ít quá. Khả năng thiêu đốt đốt dần những toilet bị dính đòn. Nên nó vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ xứng đáng để sử dụng ở hàng A. À thôi. Jetpack May Cameraman. Có thể gọi đây là May Cameraman. Nâng cấp. Nhưng mà phiên bản này biết bay và xịn hơn rất nhiều. Vì okay. Nó có thể gây ra được 20k DPS. Xịn hơn rất nhiều những unit khác. Let's go. Một unit cần thiết con này mạnh nha. Của mình. Tuy nhiên Jetpack Cameraman chỉ có thể tấn công đơn mục tiêu. Nên thành thật mà nói thì mình nghĩ rằng nó chỉ ở hạng B mà thôi. Thế à? Cameraman. Thấp vậy. Để mà nói thì thay vì sử dụng con ảnh. Hay. Mình nhìn thấy con này là mình biết nó chuẩn bị vô sọt rác nữa rồi các bạn. Speakerman còn vô sọt rác thì con này vô sọt rác là cái chắc. Cameraman này thì bạn nên quăng nó ngay vào luôn. Thế chở bằng DJ TV Man thì nó sẽ hợp lý hơn. Vì ok. Con này bắt cấp kỹ giảm 20% hồi chiêu mà nó chỉ có một tab duy nhất, trong khi DJ TV Man được giảm đến 25 hồi chiêu. Thôi mình sẽ vô Trading Plaza mình đi lượm con này liền, không biết có ai bán không. Tăng 25% đam gây ra nữa. Nên là vì sao mà tụi mình lại phải quan tâm đến đống rác này đúng không? Ok. Upgrade Titan Cameraman.
không có quá nhiều. Con này nhìn ngầu. Về unit này, ngoại trừ việc nó rất là xịn, cực kỳ xịn, cực mạnh với DPS 36.000 sát thương ở cấp cuối cùng. Và bên cạnh 36.000 nâng cấp nó lại rẻ, chỉ có tốn 25.000 tiền để nâng full cấp. Con này mình có nhiều lắm. Vì thế cho nên so up. Có bạn nào lấy con này không? Bạn nào lấy con này thì nghe bây giờ bình luận liền nha. Mà con này mình có mấy con lận? Xứng đáng trở thành một con unit độc quyền hạng S đó nha. Mình có, mình có. Titan Cameraman. Ê, con này mình không có. Khá là xịn khi nó có thể làm chậm các toilet bằng cây số acid của mình. Và không những vậy, khi mục tiêu dính phải acid, tụi nó cũng sẽ bị bào mòn dần dần và khiến cho các toilet mất máu từ từ. Điều quan trọng là vừa quýnh đam một mục tiêu mà vừa bắn ra lan luôn hả? Là tính cũng tính AOE đó. Ray Titan Cameraman là một unit gây đam AOE với mức DPS cực kỳ cao là 45.000, cho nên là có thể nói rằng ngon. Đây là một unit hạng S cực kỳ xịn sò. Ê, tính ra lại cái con này ngon hơn con máy cưa luôn á bay. Ờ đúng không? Titan Rearman. Lý do mà mình để Titan Rearman ở hạng A đó chính là vì nó là một unit cực kỳ mạnh với mức DPS hạng A thôi hả? K. Có tầm tấn 25k, ờ thấp không cao lắm. Cực kỳ rẻ. Khiến cho nó trở thành một trong những giá rẻ cực kỳ đáng tiền và cực kỳ được yêu thích luôn. Ok, con này mạnh nhưng mà giá rẻ. Con này nó chỉ cầm cự được một khoảng thời gian ngắn. Quay 40 thôi, chứ là đến quay 50 là mình phải bỏ nó ra để thay thế cái con khác rồi. Cứ mà vì okay. Nó là một trong những thứ mình thích cho nên là hạng A là hợp lý rồi. Vậy là con này là đến 50 là phải bỏ hết nha các bạn nha. Tại vì tới 50 là nó gánh không nổi nữa rồi. Và cuối cùng chúng ta có Titan Clubman. Với việc nó là unit gây con này xịn cao gấp 3 trong game và cần phải... Ê bạn, cái con này bây giờ nó lên giá rồi đó. Hôm bữa mình thấy ở trong Trading Plaza con này nó chỉ có đứa nó bán tầm 600 gem thôi. Bây giờ ở trong Trading Plaza nó bán con này ít nhất là 1.000 gem nữa các bạn nha. Biết gì hồi đó mình mua 100 con là giờ mình làm đại gia rồi. 699 Robux đã sở hữu được nó ở thời điểm hiện tại. Ok. Đây là một trong những unit cần phải bỏ tiền ra mua. Cái mặt này nữa rồi. Vì thứ đáng giá nhất của con Titan Clubman ngưng động thời gian, kỹ năng ngưng động thời gian 10 giây của nó. Chứ mày đúng xịn luôn. Thời gian hồi chi là 5 phút. Mặc dù 10 giây là không hề lớn, nhưng mà phải thừa nhận rằng đây là 10 giây để giúp cho mình sống sót qua rất nhiều cuộc chiến trước khi bị toilet đánh bại toàn bộ thành phố. Nên là không cần phải bàn nữa. Con này xịn. Titan xứng đáng để bạn bỏ tiền ra mua. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn cảm ơn nhân hay ít nha để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Tôi là Nhân. Các bạn hãy qua ủng hộ cho bạn ấy nhé. Hẹn gặp lại. Ờ, video bạn không nên xem. Bạn này cũng bựa rồi cái chứ. Cảm ơn Nhân hay ít nha, mà cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ngồi coi video nãy giờ chung với anh trai nha các bạn. Mong là các bạn đã có được những cái con unit mà các bạn đã muốn mua nha. Ok, nếu mà các bạn muốn mua unit thì cứ lên thử shop anh trai nha các bạn. Nhưng mà shop mình hiện tại là chưa cập nhật, sau này sẽ cập nhật ở trên jgrowlove.com nha. Mong là các bạn lại cho video một nút like ủng hộ cho mình. Còn những bạn nào thích video của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Bạn nào mà có hai bơi hay là có drill nhớ tặng cho anh nha. Bye bye.